Hello guys, welcome back to my channel. Emiro here. Today I'm making video with a like comment. So for the first time, you know, I'm Vietnamese. I usually use English every day. I try to speak English a few times, but my vocabulary not so much, so I cannot converse my idea to you. I know you didn't understand Vietnamese, so I will try speaking English to explain to you why he did this. So this video I will mostly use Vietnamese. Okay, come back Vietnamese. There we go. Today I got this guy to say 3D play with Golem Lightning. Let's go check it out. Okay, Cảm ơn anh em đã qua xem video và quay trở lại video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có một video đó là Golem Lightning. Clip replay này có một cái tên khá là gọi là vãi. Mình có thử làm video về tiếng Anh nhưng mà thực sự là tiếng Anh khó bắt. Mình có từ vựng mình không nhiều, thứ hai là mình nói nó chỉ giao kết bình thường thôi. Những từ ví dụ như là để chọn những cái comment của người nước ngoài mình có thể hiểu nhưng mình không nói được. Các bạn thấy kiểu mà tại sao không các bạn? Nói tiếng Anh thì các bạn nên thực hành. Còn mình xưa mình rất thích thực hành, chỉ nghe nhiều cho mình nói được. Ok, quay trở lại cái trận đấu. May ra cũng đang được quyền. Đây là giai đoạn double pin with some man. Mình có đích khá là hay đến hiện tại. Tuy nhiên thì không nhiều người chơi cái đích này. Golem Lightning thì đây là một cái đích phổ biến. Ngay từ ban đầu thì anh ta đã hút cái Pricey và Golem đổi hướng luôn, tại vì anh ta cũng biết được là anh ta cũng không thể thủ được cái tên vừa rồi. Thực ra là anh ta có thể thủ được với một con Baby Dragon và một cũng có thể thủ được cái combo Giant Nightwish ở trong ở phía bên trái này. Tuy nhiên thì anh ta không muốn đổi trụ, tại vì anh ta biết được rằng là đối phương đã chơi Giant Double Min. Vậy anh ta muốn support đạt được một con Baby Dragon để Baby Dragon để support cho con cho cái combo Golem Nightwish vừa rồi. Vì vậy là anh ta đã bỏ cái trụ và đổi trụ luôn. Ở trong cái turn này thì một con Baby Dragon, anh ta sẽ cố gắng sử dụng Tornado. Sử dụng Tornado để kết hợp với Baby Dragon để tiếp defend được đàn Minion Hot và Minion. Và các bạn biết là một Firebomb là một giáp là cũng chết được con Baby Dragon. Player kia họ cũng không dám thuộc Firebomb bởi vì là gần như tanh đã chết rồi. Chắc chắn là trong tuần tiếp theo chắc chắn là Golem sẽ đẩy về phía bên phải và sẽ ăn ba trụ của việc lượng máu về phía để trụ chính. Chúng ta cũng chỉ còn 2300 máu thôi, cứ đẩy như vậy thì gần như là không thể. Bây giờ có Firebomb, có giết con Baby Dragon, gần như player vẫn Giant cũng không thể bao trụ được và gần như. Ok, đây là một trận đấu rất dễ để cho khi rất dễ, quá đơn giản trong một trận đấu đầu tiên. Là không có nhiều điều để nói ở trong cái game này, bởi vì là cái matchup này Golem là nằm cửa trên, gần như là một Fireball và một giáp mà không chết được. Hơn nữa ở trong cái matchup này thì Golem, các bạn cũng biết là Fireball ở trong deck này thì có thể IC và cũng có thể câu được Fireball này, và Baby Dragon cũng có thể câu được Fireball, và Nightwish cũng có thể câu được Fireball. Vì vậy là không có điều gì sợ trong game này. Ok, chúng ta sẽ đến một game tiếp theo. Let's go. Lại là Giant, đây là Giant Double Fin. Đây là một cái deck mà Kamikaze. Người ta chúng ta khi nhìn thấy cái deck này thì chúng ta nhớ đến Kamikaze. Chúng ta nhớ đến Ego. Thời đó là mà Miner, bắt được bài Miner rồi. Các bạn lưu ý một điều là Dark Prince, Dark Queen hay là Sparky hay là Baby Dragon, Wizard đều có khả năng là đánh Dark Blast Dark. Như vậy là các bạn thấy cái tên vừa rồi, khi mà con Baby Dragon, con Dark Queen nó nằm ở đây, đặt một con Dark Queen ở bên này thì nó cái lượng cái phát Dark Blast Dark nó đã đập trúng luôn cả trụ thủ sòng. Đây là một cái lỗi cực kỳ cơ bản, vì
Tornado không thể kéo được cả một combo kỳ là cục súc như vậy. Một Giant và một con Fin thì cũng như là không thể. Vì vậy là anh ta sẽ xử lý như thế nào đây? Trong các tuần tiếp theo, nếu mà Golem dồn được nhiều hơn quân hơn thì Golem sẽ có một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Và gần như là Giant Double Fin không thể nhìn ngay. Mình nghĩ cách đánh của Giant Miner này nó sẽ ăn trụ thứ 2 và trụ thứ 3. Nhưng mình nghĩ là trụ thứ 2 có khả năng nhiều hơn. Nhưng mà trong cái tuần này thì họ đã dồn về quân về trụ thứ 3. Thực sự là Giant mà để ăn cái trụ thứ 3 thì sẽ hơi khó. Mình nghĩ là Giant khi mà đặt ở phía không thích của phía Giant sẽ kết hợp đặt ở đây làm tanh cho Miner phía này thì sẽ là hợp lý hơn. Hơn nữa thì Fireball liệu rằng là Golem có thể lội được dòng hay không? Nightwish đẩy rất xa. Đây là một cái tip cực kỳ hay, bởi vì là Nightwish họ khi mà có Fireball và có Giáp thì gần như là họ sẽ không spam về phía không spam sau ở phía sau ngay được Golem, bởi vì là các bạn biết là tổng hợp khi mà một Fireball một Giáp là sẽ chết con Nightwish và cái tốc độ cần bát ấy sẽ bay nhanh hơn cái tốc độ đi của con Golem, vậy là họ spam như vậy là cực kỳ hợp lý. Ăn được chút rồi quá. Đây là một cái tip mà khi mà các bạn chơi Golem thì các bạn phải spam phía xa đặt Nightwish ở phía sau phải cách khá nhiều. Nightwish có thể có đủ thời gian để spam để đẻ ra được đàn bát, chặn được Green bằng Black Green. Tuy nhiên thì con Black Green lại đập vào con Zion thì xem được tuần này không Fireball coming. Có cái Fireball không? Tuần này là không dám Fireball. Nếu Fireball trong tuần này ta có thể là cân bằng được lợi thế bởi vì giết được con IC và Baby. Baby thì có thể giết được nó thả mê nga mê em xin em được. Tuy nhiên thì anh đang ở trận chuyện Golem. Không được rồi, Dark Queen. Và cố gắng xoay ra Dark Queen hơn là việc mình thắm của Golem này. Tuần này Tornado, hay quá. Quá hay, từ trong cái spam xử lý như này. Nếu mà trong tuần vừa rồi khi mà player Trung Quốc này đã đẩy một con miner lên thì gần như sẽ có một cái tên đá luôn cứ dọc luôn. Cho dù Giant đứng bên kia thì nó cũng trở thành bằng cái tanh miner móc lốt phía sau hợp lý. Nhưng mà player Trung Quốc này ta vẫn còn do dự. Golem đẩy xuống Nightwish đây rồi. Hai cái trụ đang bắn vào phía con đến Golem. Và Golem vào trụ. Sẽ có rất nhiều đam từ Golem và nổ vào con Golem. 900 800 700 600 lượng máu lên sập lightning. Còn bây giờ chúng ta sẽ cần một Golem nữa vào trụ nữa. Gần như là không có đam đến từ Giant và Fin trong những tâm vừa rồi. Không có đam từ Giant và Fin luôn. Tornado kéo Giant rồi. Gần chúng ta tại sao không đẩy Miner Lightning đi rồi. Lightning bây giờ nên block được con nào? Thông thường thì các bạn block Lightning thì các bạn phải sử dụng một con nào đấy, ba con để có thể máu một cao hơn những trụ. Tuy nhiên thì trong tuần này không đúng. Good job, Gordon, làm tốt lắm. Ok, và chúng ta sẽ đến vào random game với Malone. Thì nếu mình nhớ không nhầm đây là random game này chính là Eagle. Chúng ta cần phải xem cái matchup này. Mình không spoil trước kết quả đâu. Random game. Miner Chifeta new version with Miner Poison. This is the same Chifeta. In the past we have Chifeta Muscati, Valkyrie, and Hawk Rider, Cannon. Ok, drop the miracle motor. Dùng Dark Queen để đánh đặc tướng cái motor. Từ nhà trong cái tên này defend như thế nào? Đây, con Văn khi làm tanh cực kỳ tốt. IC chắc còn bỏ tên này thôi. Để cho Mota bắn vào trụ và sau đấy là defend con Musketeer. Có thả Baby không?
có phải vừa lấy đi bật đi sẽ có một thêm một hit ở cơ bao của Mota. Tuy nhiên con Mota lại không bắn vào trụ mà nó lại quay trở lại để bắn con IC. Thông thường thì mình thấy con Mota khi mà mình thả xuống thì nó lại chuyển hướng ngay lập tức. Không hiểu một chút đấy, không hiểu. Có nhiều lúc mình cảm thấy là con Mota này cực kỳ thông minh, nhưng mà trong cái bắt chấp vừa rồi, trong cái tập thông vừa rồi thì mấy là Mota lại không thông minh một chút nào. Trong cái matchup này thì random game anh ta phải spam được Musketeer nhiều hơn và Bucky nhiều hơn, bởi vì là gần như spell không giết được spell của Valon không giết được cái hai con này, vì vậy mà cứ spam thôi. Đây là một cái matchup cửa trên cho random. Hiện tại bây giờ là cân bằng về máu, một pha đầy sử dụng tornado trong cái turn vừa rồi quá hợp lý luôn, bởi vì là Valon anh ta sử dụng cái khả năng flash down của con Darkwing, thì vậy là anh ta kéo ngược lại Darkwing push lay push một phát đập luôn cả Musketeer cộng với lại con chi. Mota phải thủ trong tên này rồi, chắc chắn là như vậy, sẽ phải dùng poison để defend ở cái cầu để giết được quân support. Miner dùng để defend trước đã, làm gì thì làm defend trước đã rồi tính sau. Và từ đặc biệt Lightning, tuy nhiên Lightning cho thơ mày là hơi phí bởi vì là tank đã nằm xuống rồi, còn Golem đã nằm xuống rồi. Và cứ Golem chay như thế này, có Lightning chay như thế này thực sự là không ổn chút nào. Poison đây rồi, tuy nhiên thì con Nightwish sẽ nằm xuống và tốc độ đam của tốc độ bay của đang combat Nightwish không nằm xuống rồi, chúng ta sẽ có sinh được 4 combat. Tuy nhiên là con Musketeer đập ở phía sau thì là hợp lý. Darkwing đàn bát đầy hướng, Golem vào trụ tấn công rất khó khăn để Golem vào trụ. Tuy nhiên đã có rất nhiều đam vào trong cái turn này. Tiếp tục Golem, tiếp tục Mota để defend đặt rất sâu. Golem thì gần như là không thể đánh lạc hướng bởi với ở vị trí của Mota này rồi. Nhiều khi chúng ta thấy Hawk thì có thể là có thể là la vào trụ ngay ở vị trí mà Mota đã được vị trí như vậy. Tuy nhiên thì đối với Golem thì cái khung rộng nó rộng hơn thì nó sẽ tập nhìn thấy và nó sẽ đi lùi như vậy. Còn thực sự là phải nói là random game anh ta sớm spam và đặt quân cực kỳ là hay, tạo bằng cái tam giác cái khung rộng tam giác sẽ rất rộng. Như vậy là khi mà dùng Golem thì gần như đẩy Lightning thì gần như là không thể. Các bạn nhớ là mình nhớ đấy, mình nhớ cũng nhầm Golem Lightning là thủ dụng là 3.5 U, 3 U đấy, 3.5 U. Vậy là trong turn này không thể giết được con Musketeer. Và nếu cứ Lightning chay như này thì nó không hợp lý một chút nào. Musketeer đang làm tốt. Musketeer thả quá hay, gần như là có giết được các giết được Van Kim, giết được Musketeer luôn. Đặt Green và bị dùng đặt Green cặp trục chết của con Van Kim, khó quá trầu. Mô Tha bắn vào trụ rồi, Lightning như vậy là không được một chút nào. Thực sự là quá khó để Golem có thể vào trụ an toàn nhưng mà vẫn còn nguyên này. Lượng máu cuối cùng không nhiều nữa. Poison quá hay. Congratulations random game and luck Valon next time. Okay, let me check leaderboard. Lava King, sorry go home, random game LZK Candleman Benny. Okay, thanks for watching and give me a like, share video if you like. If you like my video and don't forget to subscribe both channel, Emerald One channel and Tali channel. See you and see you next time. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Bye bye.